Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ Phật pháp rộng sâu đắc nhiệm màu. Trong ngày một kiếp khó tìm cầu, con đã nghe thấy chuyên trì tụng nguyện tỏ Như Lai nghị nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh số 728, kinh Chư Pháp tập yếu, quyển 4. Phẩm 7, chê trách năm dục phần 2. Cảnh dục như giấc mộng, cũng như thành tầm hương, hừng hực như thiêu đốt. Chư thiên đọa vì dục, ai tham ái dục vọng, sao ác bị tổn hại, trái nghịch không chánh tư. Chư thiên đọa vì dục, ai cùng cực đáng chán, trôi chảy như nguồn nước. Ví như hầm sâu hiểm, chư thiên đọa vì dục, dục tánh vốn dao động, như trăng nước gió lùa, như lưỡi rắn không ngừng. Chư thiên đọa vì dục, dục nhanh như điện chớp, cũng như là ánh nắng, từ bọt nước chẳng bền. Chư thiên đọa vì dục, dục như dòng nước xiết, như tai voi luôn dãy, như cây chuối không lõi. Chư thiên bị đọa là dục như là ảo thuật, từ quả kim bá ca như cá nuốt móc câu. Chư thiên bị đọa là hãy dùng trí chân thật đoạn trừ cảnh dục vọng, thoát khỏi quả chẳng lành và những việc vô ích do suy nghĩ vọng tưởng, ham thích những dục lạc, bị lửa dục trói buộc, mạng sống sao lâu bền. Chúng sinh tâm khinh động, bị dục vọng lôi kéo, ngu si không hiểu biết, tự lừa dối chính mình. Ai bị cảnh dục động, chính là gốc khổ đau, như thành càng tác bà, nên biết chẳng còn lâu. Nếu tham trước dục vọng, sân giận sẽ phát sinh, cứ thế các chúng sinh mau đi vào đường ác. Vì vậy bậc chánh sĩ, bỏ dục trừ sân giận, lìa tội lỗi si mê, hiện bày trí tuệ sáng. Người nhàm chán cảnh dục, biết chúng như cừu thù, dùng trí làm bạn tốt, sớm đạt quả chân thường. Không tham đắm dục vọng, xa lìa mọi nhiễm ô, là người đầy đủ trí, được chư thiên kính trọng. Khéo vượt bùng lầy dục, vui với những chúng sinh, tâm không buộc tịch tỉnh, hàng phục mọi ma quân. Phẩm 8, lìa ái. Lửa ái sinh do tâm, kẻ mê cho là mát, lan tỏa, lan khắp cả ba cõi, còn hơn lửa địa ngục. Lại nữa ở địa ngục, luôn sống trong kiếp lửa, lửa dữ cháy hừng hực, đều sinh khởi từ ái. Chúng sinh khổ địa ngục, nghiệp hết sẽ ra khỏi, hữu tình trong ba cõi, lửa ái không dừng đốt. Do bị ái trói buộc, luân hồi mãi không cùng, huống chi khổ địa ngục, lại sinh từ lửa ái. Lửa nghiệp ở địa ngục chỉ thiêu đốt thân mình, lửa ái hại chúng sinh, đốt tâm và thân thể. Hai thứ sai biệt ấy, hãy phân biệt rành rõ. Lửa ngục tuy hừng hực, lửa ái còn mạnh hơn, do ba nghiệp tạo ra, thiêu đốt khắp ba cõi, tổn hại cả nhân lành. Chỉ lửa ái là độc, lửa tham đốt chư thiên, lửa sân cũng như vậy, lửa si theo kẻ ngu, lửa ái theo cảnh giới. Ganh mạng cũng như lửa, từ củi chấp ngã sinh, lìa ngọn lửa thế gian, không củi để đốt cháy, tham luyến các cảnh sắc, bị đăng ái gây hại, ngắm nhìn và còn củi, dần dần tăng trưởng lên, như thêm củi vào lửa, liên tục không ngừng dứt, lửa thế gian ngăn được, lửa ái không thể ngừa, ai bị ái lừa dối, rồi lăn trong thế gian. Ái tựa như cừu địch, không làm sao thắng được. Vì ái nên sai khiến và biển tìm châu báu, giữa ba quân kinh sợ xông vào để chiến đấu. Vui tham ái đất nước nên cùng nhau tranh đoạt, cho đến mẹ và con vì của cải tranh tụng. Ai ra khỏi tham ái, dứt bỏ mọi châu ngọc, xem chúng như ngói gạch, sẽ gần đạo Bồ Đề. Vì tham ái của cải nên đọa trong địa ngục, nóng bức khó chịu đựng, vì thế hãy xa lìa. Hãy dùng nước trí tuệ tưới vào để diệt hẳn, nước không dập lửa ái, cách Bồ Đề quá xa. Rồi bỏ được tham ái, không tham đắm châu báu, người này ở thế gian không có chút khổ não. Như lưới để bắt cá, gây hại cả ốc hến, ái trói buộc chúng sinh, không loài nào thoát khỏi. Như nay trúng tên độc nên bỏ chạy tứ tung, chất độc thấm lần vào, làm sao khỏi đau khổ. Lửa ái cũng như thế, độc hại cứ kề bên,
tiêu phàm phu ngu muội làm sao giải thoát được. Tích ý trong chốc lát, quả báo liền đốt thiêu. Người tìm vui xuất thế nên trừ bỏ tham ái. Như cá đã nuốt mồi, chắc chắn phải bị chết. Người bị ái lôi kéo, nhất định phải chết yểu. Đợi trong cảnh giới quỷ, đóng bức chạy khắp nơi. Hữu tình trong địa ngục, phần nhiều do tâm ái, cho đến phải lang thang. Sinh ăn để nuôi sống, đều do ái sai sử. Đó là lời Phật dạy. Lỡ ái thiêu chư thiên, không chịu bỏ bất củi, vì tham đắm cảnh giới, phát khởi từ sáu căn, thờ hưởng mọi dục lạc, tâm luôn luôn mê muội, đó là không hiểu biết, lầm lẫn do tham ái. Tất cả nhân luân hồi đều tự ái mà có, ái không xuất hữu tình, làm rơi vào đường ác. Lỡ ái ở cõi trời, dục cảnh luôn vây quanh, vì ngu si thao túng, thiêu đốt kẻ tham dục, như thêm củi vào lửa, ngọn lửa càng bốc cao. Dục lạc thỏa tâm ý, tham ái càng tăng thêm, lỡ thế gian hừng hợp, con người tránh xa được. Lỡ ái thiêu thế gian, không ai khỏi bị hại, người không thông tâm tham ái, đạt tịch tịnh tối thượng, ra khỏi rừng tai họa, vượt qua biển khổ đau, lìa tội lỗi hòa hợp, các đứt dây ái, dục, giải thoát các tội cấu, chính là người an lạc. Trăm ngàn vô số kiếp, thường bị ái lừa dối, kẻ ngu không vứt bỏ, bị lưới huyễn bao trùm, chính vì ái che lấp, thích gần gũi, phục vụ, đã như người làm thuê, bị khát uống nước mặn, uống vào dừa hết khát, dây lát cổ họng khô, khát ái ở trong tâm, không chánh đạo sao ngừng. Vì vậy nên rời bỏ, nghiệp ác sinh từ đó, người bị ái chế phục, chìm đắm lúc nào ra, hưởng năm dục thượng diệu, tối thắng ở cõi trời, cuối cùng bị ái kéo, đọa vào nẻo đường ác. Kẻ gần gũi tham ái, khổ não luôn tràn đầy, nơi ánh sáng chánh pháp, khổ sẽ không tăng thêm. Ai tham ái cảnh giới, không làm sao chán bỏ, người trừ bỏ tham ái, sẽ không có buồn lo, chứ thiên bị tham ái, nên sinh ra phóng dật, đam mê lại tìm cầu, phải đọa vào địa ngục. Chứ thiên bị thoái đọa, là xấu hổ số một, do tham lạc thượng diệu. Phải chịu khổ nặng nề, ái che lấp tự tâm, tâm tư bị cuồng loạn, không sợ luân hồi khổ, cứ mãi miết buông lung, chúng sinh vì dục lạc, tham ái càng tăng thêm, lửa ái lửa địa ngục bị thiêu đốt mãi mãi, tham ái càng tăng trưởng, dần dần không cùng tận, đã có lo giữ gìn, chưa được thì tìm kiếm, chính vì đi tìm kiếm, nếu tâm không biết đủ, người này không an lạc, Như Lai đã xác định, do tâm không nhàm chán, thường cầu vì, tìm vì dục, sẽ bị lửa tham ái thiêu đốt mãi không ngừng. Ai kinh sợ tham dục, không bị lửa ái đốt, giải thoát cấu nhiễm ái, không còn đọa đường ác. Do mình tà tư duy, phát khởi bụi ba độc, chìm vực sâu phóng dật, luôn tham đắm nữ sắc, âm thanh ca nhạc hay, đưa đến chỗ tán loạn, tâm tư không dừng nghỉ, giống như nước chảy xiết. Ái tựa sông sâu hiểm, dục như con thuyền hư. Kẻ ngu chèo thuyền ấy, ác sẽ bị chìm đắm. Ái như ngọn lửa dữ, bao độc tựa củi khô, phóng dật như gió lốc, thiêu chư thiên nào biết. Chư thiên ham dục lạc, bị tam ái chế phục, trong khoảnh khắc sát na, không được chút nhàn hạ. Ái chủ đương của dục, sinh trăm ngàn chướng ngại, chư thiên vì tham dục, không thể làm việc lành. Rắn ái có năm đầu, tánh đó rất bạo ác, hai kẻ tham dục vọng, khổ ấy khó chịu được. Song ái rất rộng sâu, phát sinh từ năm dục, người muốn đến bờ giác, không pháp lành xa vượt. Ái như nhà ảo thuật, có mặt khắp ba cõi, lừa dối chúng trời người, không có chút ít lợi. Năm căn bám cảnh dục, chưa bao giờ chán xa, như thêm dầu vào lửa, niệm niệm càng tăng thêm. Là nửa kẻ tham ái, mở được cửa đường ác, địa ngục quỷ xuất sinh, cơ thể thường qua lại. Kẻ ngu do tham ái, rơi vào miệng tử ma, khéo lìa tội tham ái, không bị thần chết đuối. Những người đủ trí tuệ, hàng phục được tham ái, khỏi lo sợ buồn rầu, ngồi nằm luôn an ổn, thoát khỏi dây tham ái, không sinh các khổ đau. Kẻ ngu mong cầu nhiều, càng thêm bị tổn hại, ngày đêm trong mọi lúc, không sinh tâm từ bi, thấy tài sản của người, tâm mong muốn chiếm đoạt, bọn này như lưỡi cướp,
Bản tánh rất hung ác, xa lánh những người lành như đắng độc trong hang. Vì tham ái càng nhiều nên bị thiêu đốt mãi. Chết đọa trong địa ngục lại làm loài ngạ quỷ ra khỏi con đường ác, được sinh trong cõi người. Trong trăm ngàn ức kiếp phải làm kẻ ăn xin, xấu xí lời hèn hạ, thiếu thốn tâm khổ não, thân mình luôn chịu khổ đều là do tham ái. Người cắt đứt tham ái, thường cầu trí tuệ Phật, là người sống chân chánh, được tịch tịnh tối thượng. Tâm chạy theo tham ái như đuổi rắn khỏi hang, nếu chưa trừ độc ái nhất định bị phá hoại. Ai hành động như vậy, tham ái luôn có mặt như ném củi vào lửa. Ngọn lửa càng bốc cao, chúng sinh tham cho báu chưa nhóm mãi không ngừng, đến lúc sắp lâm chung đều thuộc vào người khác. Do ái mang tội lỗi, quần mất tội không tiêu, bị nghiệp lực lôi đi, đau đớn vào địa ngục. Người khác hưởng của cải, riêng mình chịu tội báo. Đợi trong con đường ác, sau hối hận ít gì, của hết thì suy bại, vui tàn, chịu khổ đau. Bạn thân chợt thành thù, đều sinh từ tâm ái. Người trí không tham ái, lửa ái luôn hừng hực, tổn hại loài hữu tình, phải đọa trong đường ác chứa của như núi cao. Giữ gìn lại lo sợ, có sao tàn tội ác, trái lý mà giữ gìn. Người không thích chứa của, không sợ chẳng giữ gìn, người trí lìa tham ái, ở đâu cũng an ổn, mong cầu được giàu có, bất chợt bị tán loạn, thành suy không tồn tại, như mặt trời mọc lặn. Giàu sang là dây trói, nghèo hèn như bị tội, đều do ái sai khiến, không nhàm chán dục vọng, hưởng hoan lạc thượng diệu, mọi mong cầu vừa ý, bị lửa ái thiêu đốt, vui sướng đều tiêu tan. Chư thiên và loài người, do không chán dục lạc, nên bị ái thiêu đốt, Như Lai thấy biết hết. Trăm ngàn chúng hữu tình, vì ái đọa hiểm nạn, chịu vô lượng khổ báo, người trí đều xót thương. Mạng sống sớm chấm dứt, người ngu phu nào biết gì, phước nghiệp tiêu hết đến đâu, tham ái tăng theo đó. Người tham đắm ân ái, đời đời theo đuổi mãi, kẻ ám độn vô trí, không hiểu tướng tội phước, lành lành được quả báo, sinh cõi trời thọ lạc, vì nghiệp duyên bất thiện nên phải bị đọa này. Không tạo nghiệp thiện ác, lìa tội lỗi hòa hợp, vứt bỏ nhân già chết, sống an ổn tối thượng. Tham như bánh xe lăn, năm dục là tâm xe, trục ái nằm ở giữa, thế gian không hiểu biết, sông ái rất rộng sâu, cảnh dục là sống dữ, nghi ngờ như bầy cá, thế gian không hiểu biết. Ngày đêm trong ba thời, tạo nhiều nghiệp bất thiện, người trí không đề phòng, trôi lăn trong đường ác, sắc đẹp như huyễn hóa, hiểu chúng không bị trói, do tham ái tìm cầu, ràng buộc không gỡ được. Ai bị ái trói buộc là tham đắm dục lạc, khi trí tuệ hiện hiện sẽ trừ tội lỗi ấy. Ái tăng thêm tâm tối, trí phát ra ánh sáng, hãy bỏ tối theo sáng, lìa khổ được an vui. Trí như con dao bé, chặt đứt rừng cây ái, hãy khéo léo tu tập, được an ổn tối thượng, nên biết rừng tham ái, vậy đặt khó ra khỏi. Người khéo léo vượt qua là ra khỏi ba cõi. Sông ái có ba nhánh, nước phẩm dật tràn đầy, hãy chèo thuyền trí tuệ, vượt qua bờ bên kia. Ái như dao kiếm bén, chặt đứt thân kẻ ngu, khổ não khó chịu được, vì vậy nên lánh xa. Ái như ung nhọt độc, sinh khởi từ tâm ta, ngày đêm trong mọi lúc, không có chút sướng vui. Ái như lửa hừng hợp, nghi hoặc từ củi khô, do gió nghiệp thổi vào, đốt tâm sinh nóng bức. Người bị ái trói buộc, tâm tư rất thô tháo, chiếm đoạt của phi lý, gây tổn hại thân mạng. Chúng sinh ở thế gian, tạo vô biên nghiệp ác, do tham của người khác, chìm mãi trong biển khổ, bị tham ái sai khiến, hung dữ không khiếp sợ, cho dù đạp trong lửa, không màng đến thân mạng. Người có nhiều tham ái, lửa tâm luôn thiêu đốt thiêu, không ái tâm mát mẻ như tắm trong sông sâu. Ái như ngọn lửa dữ, ném củi vào bốc cao, ví như kẻ tham lam, càng được lại không chán. Đủ vô lượng cho báu, đầy cả các cõi nước, mình và các hữu tình, chứ ít không lo sợ. Người nào sinh tham ái,
vui ít nhưng khổ nhiều. Khổ vui đã rõ ràng, người trí khéo bỏ lấy. Người chế ngự tham ái được tịch tỉnh tối thắng. Người thường bỏ tham ái thì còn đạo bồ đề. Phẩm chính lìa tài hạnh, nữ sắc là gốc tội, làm tiêu tan tài sản, ai bị họ chế phục nào có sướng vui gì. Người nữ vua nịnh nhiều, luôn mang lòng ganh ghét, thích làm điều bất thiện, tung hành tạo các nghiệp, lời hay dối người khác, luôn sinh trưởng hòa hợp, không chánh niệm tư duy, thích ca ngợi dục vọng, nhu thuận trong giây lát, sau lại hung hăng nhiều, trang sức nhiều vật báu, từng không nghĩ nhớ ơn. Nếu trong ngàn chúng sinh đều sinh tâm ái lạc, bản tánh không thường còn, giống như ánh chớp nọ. Ai tham đắm nữ sắc chính là nhân bất thiện, đời này hay đời sau đều bị chúng hủy hoại. Vừa thấy được nữ sắc, tâm liền sinh loạn động, ham thích cảnh giới ấy, bị thanh dục gây hại. Hội họp ác chi lìa, do đó sinh buồn khổ, tham dục luôn trói buộc, đều là do nữ sắc. Tham độc của nữ nhân sinh cùng lúc với thân, như lửa vừa có được, tánh nóng đã sẵn rồi, nên biết lửa tham ái phát khởi từ trong tâm, thiêu đốt mãi không ngừng, khổ không khổ nào hơn được. Phá hoại các pháp thiện và tổn hại chúng sinh là nhân của đường ác, đó là lời Phật dạy. Miệng tuy nói lời hay, trong lòng luôn ôm độc, luyến mộ với nữ sắc, tâm trí không định được. Ai sinh khởi tham ái, không lâu bị ruồng bỏ, nói năng không chân thật, tâm ý chẳng chân thành, tìm mọi cách lừa dối, tập nhiễm nhân duyên dục. Người tham ái bản thân, ý mình sinh kiêu ngạo, trời người Atula, dạ xoa chúng quỷ thần, đọa vào trong hiểm nạn, đều là do nữ sắc. Lại nữa, những người nữ không biết ân nghĩ thiện, tâm tư luôn tán loạn, như mặt trời mọc lặn. Thấy ai được hân thịnh, lại ham thích phụng sự, nếu ai bị nguy ách, không một chút quan tâm, như ông hút mật hoa, hoa héo lại bỏ đi, nên biết những người nữ, mở bàn cũ cũng vậy. Người nữ không tâm từ, luôn mang lòng ganh ghét. Những nguyên nhân như vậy đều là do đàn ông. Chỉ người nữ có thể hàng phục chúng trời người, do người nữ buộc lôi, đọa vào trong đường ác. Ai tham đắm nữ sắc, lửa này không gì bằng, lửa tham thiêu đốt tâm, làm sao giải thoát được. Bị tham dục lôi kéo, nghiệp tham hiện ra hết. Thường say đắm ý tham, thích làm việc bất thiện. Nữ nhân giữ điều ác, phần nhiều âm thầm tạo, bà quyến thuộc ngày xưa như con rắn lột xác. Người nữ rất hiểm trá, không có ai hơn được, tìm tòi đủ mọi cách, mong được sự yêu thương. Lại nữa, những người nữ, bản tánh thường hời hợt, người trí đã biết trước, cẩn thận chứ còn buổi. Ai gần kề người nữ, sẽ bỏ mất thiện lợi, mong sinh trong cõi trời, làm sao có thể được. Âm nhạc hay cõi trời, ai nghe cũng tham đắm, ham thích mãi không bỏ, sẽ sinh ra nạn khổ. Tâm người nữ thay đổi, nhiễm ái với kẻ khác, lỡ ái vừa tạm ngừng, liền sinh lòng xả bỏ. Người nữ chí bám chặt, thích làm việc hèn hạ, thấy người kia tàn tạ, liền sinh lòng xa bỏ. Người nữ thường vô nịnh, khiến kia như nai si, thấy họ bị tổn hại, liền sinh lòng xa bỏ. Người nữ rất hiểm ác, không nhớ đến ân đức, thấy họ sắp bị nạn, liền sinh lòng xa bỏ. Thân người nữ tán loạn, suy nghĩ đủ mọi cách, hay dối gạt người khác, như mật lẫn chất độc. Người nữ lời xảo trá, mê hoặc kẻ ngu si, người trí khéo suy nghĩ, tâm ý không dao động, vì ngu si tham dục, không tiếc rẻ của cải, không tu nhân phước đức, thua chuột đữ đồ ăn. Nữ sắc tựa dây trói, bền chặt chắc chắn nhất, trói buộc kẻ si mê, đọa trong biển ba cõi. Dây ấy không buộc thân, chỉ cột ngay tâm mình, nếu tâm bị trói buộc, thân phải chịu khổ đau. Dây trói buộc con người, chặt đốt đều bị đứt. Dây nữ sắc không thế, kéo lôi vào đường ác, thân có đủ hình tướng, dây kia có thể buộc, tâm vốn không hình chất, dây nữ mới trói buộc trói được. Ai bị dây ràng buộc
thì biết được hạn lượng, dây nữ trói tâm người, không làm sao biết hết. Vừa được chút sướng vui, sau sẽ bị tai nạn, trói buộc các chúng sinh chìm đắm trong biển khổ, là nửa dây nữ sắc, khéo trói buộc sáu căn, dây thường không thể được, chỉ buộc thân và cổ. Vợ con và quyến thuộc là dây buộc chặt nhất, kẻ ngu sinh vọng tâm, chấp làm sở hữu tình, chấp làm sở hữu mình, sinh tâm ái nữ sắc, chịu trói buộc thịt gân, y vào nơi tiện lợi, yêu thích phải đến đây, thích nói lời xạo trá, dối gạt không hổ thẹn, nên biết những người nữ chẳng khác gì giặc oán. Trang sức mọi vật đẹp, làm người khác yêu thích, tâm ý luôn biến động, nói năng nhiếu giả dối. Tánh người nữ nhiều độc, như sa la câu sắc, tổn hại kẻ tham dục, không tránh khỏi nạn ấy. Đủ trăm ngàn phương cách, không thể ngăn người nữ, như lửa gió hư không, không thể buộc người nữ. Đào nhiều phi luật nghi, bị bệnh nạn chết yểu, đều là do người nữ. Hủy hoại hạnh giải thoát, chúng sinh ở thế gian, tạo tác nhiều tội lỗi, đều là do người nữ. Lo sợ luôn bức bách, từ trẻ đến già nua, tâm ý luôn tán loạn, tánh người nữ vốn thế. Những ánh nắng thường nóng, tâm người nữ không định, tựa gió trao ánh đèn, oán giận không thể bỏ. Như ngựa liếm vết thương, như chuột sói bị trói, dù buộc vẫn thoát khỏi, cũng giống như người nữ, không ai kiềm chế được. Như hoa che rắn độc, như tro lấp lửa hừng, sắc đẹp che tâm người, nữ nhân giấu điều ác, như cây độc nở hoa, ai xem cũng không chán, hoa ấy như người nữ, cuối cùng phải vứt bỏ. Người thích tìm nữ sắc, cảnh giới sẽ hiện tiền, đời này và đời sau, không có phần an lạc, chẳng phải lửa dao vậy, không sức lực máy móc, mà ngăn buộc người nữ, đừng để tạo nghiệp ác, lược nói tội lỗi dục, cho người và chư thiên, người trí nếu rời bỏ, làm thiên chủ dạ ma. Kẻ tham đắm nữ sắc đều do tập quán sinh. Người chân thật ở đời hãy tránh khỏi việc ấy. Người này nhờ gốc thiện chết được sinh lên trời, gặp thiên nữ cõi trời, tán loạn cũng như vậy. Bỏ vui không chân thật, trách tâm không tịch tỉnh, chán tội lỗi nữ sắc, như giặc oán nên bỏ. Ai thân gần người nữ sinh nhiều thứ khổ não, vì vậy nên biết rõ, thường xa rời nữ sắc. Nếu tâm sinh tán loạn, tội lỗi sẽ sinh theo. Thường khi gặp người nữ, lại sinh tâm vui thích. Mặt trời vốn không tối, tánh lửa không mát mẻ. Người nữ không có được một chút từ tâm nào. Mặt đất không nghiêng động, tướng gió không dừng y. Người nữ không hành lành, thích nói không lầm lỗi. Lại nữa tâm người nữ, động loạn không bền lâu. Gặp nạn sẽ xa lìa, như ao cạn ngỗng đi. Chim vịt nương chỗ cạn, vực sâu thì không có. Núi cao có lay động, người nữ không từ bi. Không xiển dương chánh pháp, thích tạo các chướng ma, đọa trong đường hiểm nạn, bị nữ sắc lừa dối. Trời nắng có thể lạnh, quả nho có thể cứng. Tâm ganh tị người nữ, vững chắc không thể bỏ. Có vui cùng thọ hưởng, bị khổ sẽ không chia, tâm giận luôn tồn tại, quên bỏ mọi nghĩa ân. Xưa ở trong vườn rừng, cùng nhau để vui chơi, suy nạn chợt xâm tổn, chê bai rồi xa bỏ. Nữ dây trói thế gian, càng tăng thêm tranh chấp, là kho chứa tội lỗi, đồ vật đựng phi pháp. Nữ sắc mê chúng sinh, luôn luôn mang tưởng dục, luôn tăng tính tìm cầu, tâm không hề rời bỏ. Vô lượng tên ái dục tổn não các chúng sinh, dục lạc đi đến đâu đều phải bị hoại diệt. Tham dục thật đáng sợ, như dao bén lửa dữ, người trí khéo biết rõ, luôn nhất tâm ngăn ngừa. Nếu ai giữ tình giới, bỗng sinh khởi tưởng dục, chịu vô lượng phỉ báng, tạo ra nhiều tội lỗi. Như gió thổi vào lửa, ngọn lửa sẽ bốc cao, gặp người nữ sinh tham, nhất định bị thiêu hại. Ai cầu vui thanh tịnh, hãy rời xa nữ sắc. Đời này hay đời sau, tâm luôn được tịch tịnh. Hãy dũng mãnh tinh tấn, tu tập bằng thắng trí, bỏ dục tinh nhân quả,
người ấy được lợi lớn. Phẩm 10. Lìa tội lỗi của rượu. Phật dạy rượu là độc, hãy mau rời bỏ nó. Người nào thích uống rượu sẽ phá hoại pháp lành. Nếu ai gần kề rượu, minh tuệ không phát sinh, không được phần giải thoát. Vì vậy hãy lánh xa rượu, tội lỗi nặng nhất. Bậc trí dạy như thế, tổn hại mình và người. Vì vậy hãy lánh xa. Người nào thích uống rượu, theo nói việc thế tục, đa ngôn sinh tranh tụng. Vì vậy hãy lánh xa. Uống rượu hao tài sản, hôn mê lại lười nhác, có những tội lỗi ấy, vì vậy hãy tránh xa. Do rượu sinh lòng tham, sân hận cũng từ đó càng tăng trưởng ngu si, vì vậy hãy tránh xa. Rượu là gốc tai họa, làm các căn dâm rủi, sau đọa trong địa ngục đều do rượu đánh bại. Hoặc cười đùa lớn tiếng, nói ra lời thô ác, hủy bán người lương thiện, sau sinh ra lo sợ, vì uống rượu say sưa, không phân biệt thiện ác. Như bàn sinh vô tri, vì vậy hãy lánh xa. Người đắm say trong rượu, hôn mê như kẻ chết, tìm dục lạc suốt năm, nào có lo sợ gì. Rượu là gốc tai nạn, nguồn của muôn tội lỗi, thường ở trong si ám, nấc thang xuống cõi chết, sau đọa trong địa ngục, lại sinh vào ngạ quỷ, và trong loài bàn sinh đều do rượu gây hại. Rượu là độc trong độc, bệnh hoạn trong ốm đau, đã khổ lại thêm khổ. Bậc trí dạy như thế, hủy hoại tuệ mạng mình, khô sạch pháp tài báu, hủy phạm hạnh thanh tịnh đều do ý mê rượu. Cho đến bậc cao thượng say sưa không biết gì, bị thế gian chê cười, không sinh tâm hổ thẹn, rượu như chiếc búa bén chặt đứt các pháp lành. Kẻ thích uống không thẹn, bị người khác khinh khi, người bị rượu mê hoặc chìm đắm không kỳ hạn, không làm các hạnh lành, kẻ vô thức không trí. Người nào thích uống rượu, tâm tư bị cuồng loạn, lúc phát ra tiếng cười, lúc sinh tâm sân hận, đời này và đời sau vô minh che trí tuệ, tiêu đốt pháp giải thoát đều do rượu sai sử. Ai đắm say vì rượu như ăn trái kim bá, trước ngọt sau chất độc, bậc trí dạy như thế. Vì vậy người có trí ngăn chặn việc uống rượu, tâm không chịu suy xét, uống rượu sinh nhiệt não, kẻ giàu thường uống rượu chứ thiên còn hơn nữa. Tất cả các dục lạc sau sẽ bị tan hoại, rượu mê hoặc chúng sinh, tâm luôn say, tâm tư luôn say loạn, bị ngu si lôi kéo, tham đắm mùi vị ngon. Phải biết rượu như dây, si ái khó thoát khỏi, thà đọa trong địa ngục, không tiếp xúc với rượu. Vì nghe hương vị rượu, kẻ ngu liền ham uống. Vì vậy ai thấy rượu, hãy mau bỏ đi xa, thấy rượu sẽ sinh tham, nghe mùi cũng thấy thèm. Do ngửi mùi hương ấy, không thể kiềm chế tâm, vì thế rượu là độc, sinh ra nhiều lỗi lầm, hoại sắc lực tiếng thơm, đều là do uống rượu. Miệng nói lời cuồng loạn, mắt đờ không hướng đi, nằm mê không biết gì, quên hết mọi việc làm, lăn lộn trên mặt đất, bị người nữ chê cười, thân không thể chuyển động, chẳng khác gì cây khô. Vì say rượu nằm mê, ai thấy bảo là chết, người trí lại nói rằng đó là do uống rượu. Kẻ luôn thích uống rượu có 36 lỗi, hãy hiểu rõ tội ấy luôn luôn được an ổn, dòng họ sang danh dự. Do rượu làm nhơ uế, người ấy như hoa lâu không lâu bị rơi rụng. Người nào thích uống rượu bị cảnh lôi khắp nơi, nơi rơi vào biển phóng dật, trôi nổi khó thoát ra. Vì trần cảnh lôi kéo, chẳng biết thiện bất thiện, sao lại còn uống rượu trong vườn trần tốt đẹp. Ai ham thích uống rượu sẽ sống trong hiểm nạn, đọa vào trong địa ngục, chịu đủ mọi khổ đau. Uống rượu sinh ngu si, từ si tạo các tội, kẻ ngu tâm ham thích làm sao rồi bỏ được, càng đắm vướng thêm nhiều, chịu báo khổ cực nạn. Ai bỏ được lỗi ấy, không có những buồn lo, trước tổn hại trí tuệ, sau hỷ hoại niềm vui. Vì vậy người có trí luôn luôn chém bỏ rượu. Người nào gần kề rượu, chẳng khác nào diều bay bị ngu si che mù, nên nói rượu là độc. Ai tưởng rượu là độc, đạt niềm vui tối thượng, do giữ gìn tịnh giới, thà uống nước đồng sôi. Người nào thích uống rượu, không tránh khỏi tội lỗi,
ngu si lại thêm nhiều, luôn ở trong đường ác. Uống rượu tội tuy một, nhân sinh mọi nghiệp ác, vì vậy nên chế phục. Răng tâm là cội gốc. Tỳ kheo thích uống rượu, bởi nơi A Lan nhã, tâm luôn luôn loạn động, không tư duy chánh pháp. Vì ham thích uống rượu, tâm thường sinh diệt não, ưa thân cận phi pháp, hoài thiện lợi hai đời, không oai nghi đạo hành, bỏ bổn phận truyền pháp. Lời nói trái hành động, nói suông có ích gì? Tự mình không thông đạt, làm sao giác ngộ người? Nói những lời thô rỗng, không phải thuyết pháp hay, trái ngược với chánh lý, bị người trí chế cười. Kẻ hèn hạ khinh khi đều là do uống rượu, không nhớ được quá khứ, hiện tại cũng quên luôn, vị lai làm sao biết? Mê ba đời vì rượu, mất oai đức danh sân, khiến tâm luôn dông rỗi, sinh ra các lỗi lầm. Đều do rượu sai sử, người nào xa rời rượu, đủ giới định thanh tịnh, được an ổn tối thượng, đạt đến nơi bất diệt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.